cứng mà nó là rất là nó thành cái cố thủ để cho nên là rất khó, cho nên những vận viên mà đào tạo được tốt rất khó này các cháu phải học có thể huấn luyện từ từ những cái kiến thức cơ bản đi nắm vững làm sao cho các cháu trong nhà cũng là sức khỏe tốt, đây từ đây có thể chuyển